chương trình đọc sách Phật giáo của tủ sách Áo Lam Xin kính chào quý chư Tôn Đức cùng quý vị đạo hữu Hôm nay tủ sách Áo Lam xin đọc tiếp tập 1 chương 4 Nếp sống tỉnh thức của Đức Nạc Lai Lạc Ma thứ 14 Do Ni Sư Thích Nhữ Giới Hương Với giọng đọc của Sani Hạnh Pháp danh Diệu Hằng Chương 4 Quan điểm về Đạo Phật Tôn giáo xã hội và chính trị. Một, An lạc nội tâm và khoa học Khi còn nhỏ, tôi đã thích khoa học và kỹ thuật. Tôi nhận thức rằng hơn lúc nào hết, hiện nay sự tiến bộ vật chất rất cần thiết cho nhân loại. Cùng lúc, tôi cũng tin rằng vật chất giúp đời sống con người thêm tiện nghi, nhưng không mang lại sự an lạc ở nội tâm. Ví dụ, những đức tính tốt của con người như ngay thẳng, thành thật và lòng từ bi không thể dùng tiền bạc để mua hay sản xuất bằng máy móc mà chỉ phát xuất từ chính nơi tâm của chúng ta. Chúng ta có thể gọi đó là ánh sáng tâm linh, phúc lành của thượng đế hay đức hạnh của con người. Đây là điều thiết yếu của nhân loại. Thứ hai, bản án tử hình Đức lạc lai lạc ma trả lời rằng án tử hình không thể chấp nhận được vì nhiều lý do và ngài mong mỏi rằng một ngày nào đó án tử hình sẽ được bãi bỏ trên toàn thế giới, bởi lẽ đây là một hành vi cực đoan không cho phép kẻ bị kết án có một dịp may mắn nào khác để chuộc tội: kẻ phạm pháp cũng là con người theo hoàn cảnh của họ có thể trở thành người tốt còn chúng ta đang là những người tốt cũng có vì lý do gì đó rơi vào những hoàn cảnh khiến chúng ta trở thành tồi tệ nhất, thế nên hãy cho kẻ tội phạm một cơ hội, chớ nơi xem họ là những thành phần nguy hại vĩnh viễn và phải loại trừ tất cả ví dụ khi thân xác ta ốm đau ta đâu có hủy diệt nó mà lại cố gắng tìm cách chữa trị cho nó. Vậy thì tại sao ta lại hủy diệt những thành phần ốm đau của xã hội thay vì chăm sóc cho những thành phần ấy? Thứ ba, bản chất giống nhau. Tất cả chúng ta nên nghĩ rằng những người mà chúng ta gặp trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều là anh chị em thân thương của chúng ta, dù cho khuôn mặt của họ là mới hay cũ quần áo hay tính tình của họ khác nhau như thế nào vẫn không có sự phân chia ngăn cách giữa chúng ta và họ thật là sai lầm khi chúng ta chú tâm đến sự khác biệt ở bề ngoài mà không để ý đến bản chất căn bản của chúng ta là điều giống nhau thứ tư bạn thuộc đạo nào thì không quan trọng trong một buổi pháp đàm về tôn giáo và tự do giữa Đức Lạc Lai Lạc Ma và nhà thần học Leonardo Boff. Giáo sư Leonardo có đưa ra vài câu hỏi và Đức Lạc Lai Lạc Ma đã trả lời. Thưa ngài Đức Lạc Lai Lạc Ma, đạo nào tốt nhất? Leonardo nghĩ rằng Đức Lạc Lai Lạc, Lạc Ma sẽ nói Phật giáo Tây Tạng hoặc Phật giáo Phương Đông lâu đời hơn Thiên Chúa Giáo Đức Lạc Lai Lạc Ma dừng lại một chút, mỉm cười và nhìn vào mắt Leonardo. Leonardo rất ngạc nhiên cho câu trả lời của Đức Lạc Lai Lạc Ma vì giáo sư biết câu hỏi khéo ngầm của ông. Vâng, đúng thế. Đức Lạc Lai Lạc Ma trả lời rất hay. Đạo tốt nhất là đạo giúp bạn gần gũi với tâm. Chính tâm làm cho bạn thành một người tốt hơn để tránh bối rối trước câu trả lời khôn ngoan của Đức Lạc Lai Lạc Ma. Leonardo bèn hỏi tiếp, cái gì làm cho tôi trở nên tốt hơn? Đức Lạc Lai Lạc Ma trả lời tiếp, bất cứ đạo nào khiến cho bạn trở nên từ bi hơn, nhạy cảm hơn, buông xả hơn, bác ái hơn, nhân đạo hơn, có trách nhiệm hơn và đạo đức hơn những tôn giáo này khiến cho bạn trở thành như vậy thì đó là tôn giáo tốt nhất. Tôi im lặng và ngay cả bây giờ tôi vẫn nhớ tới câu trả lời thật sáng suốt và không hề không thể bẻ gãy được của Đức Đạt Lai Lạt Ma như sau. Nếu bạn tôi không quan tâm bạn có đạo hay không có đạo. Điều quan trọng đối với tôi là cách cư xử của bạn đối với bạn bè với gia đình với cộng đồng và thế giới bạn nên nhớ rằng vũ trụ là âm vang của hành động và tư tưởng của chúng ta nhân và quả không chỉ bao gồm hình sắc vật lý mà còn bao gồm hễ gieo thiện thì gặt hái quả thiện gieo ác thì bị báo ứng ác cha ông chúng ta đã nói chúng là chân lý thuần túy bạn sẽ luôn luôn có cái mà bạn đã muốn cho người khác. Được hạnh phúc không phải là định mệnh mà, mà là sự lựa chọn. Hãy quán chiếu những tư tưởng của bạn vì chúng sẽ trở thành lời nói. Hãy quán chiếu những lời nói của bạn vì chúng sẽ trở thành hành động. Hãy quán chiếu những hành động của bạn vì chúng sẽ trở thành thói quen. Hãy quán chiếu những thói quen của bạn vì chúng sẽ hình thành tính cách của bạn. Hãy quán chiếu tính cách của bạn vì chúng sẽ hình thành định mệnh và định mệnh sẽ là cuộc đời của bạn. Không có tôn giáo nào có hơn chân lý này. Kết luận bài này là tôn giáo của tôi thật đơn giản. Lòng tốt là tôn giáo của tôi. Thứ năm, bảo vệ môi trường. Hành tinh này tự nó cũng được cấu tạo bởi nhiều nguyên tố sai biệt. Ví dụ đơn giản là luật thiên nhiên nếu chúng ta cố gắng phá hủy lực thiên nhiên này, chúng ta sẽ bị hậu quả. Tôi nghĩ chúng tôi nghĩ là cũng chưa quá trễ để chúng ta có mối liên hệ hữu ích hơn với quả đất của chúng ta. Trong thời gian đầu và ngay cả vào khoảng giữa thế kỷ 20, rất ít người quan tâm đến vấn đề mối sinh tự nhiên như chúng ta ngày nay. Cho nên tôi hy vọng rằng chúng ta đã trở nên tỉnh thức hơn. Thứ sáu, bảo vệ sự sống. Tâm từ bi, tình thương, lòng vị tha và tinh thần huynh đệ như ruột thịt là bí quyết không những cho giúp người việc người những chỉ cho việc phát triển thăng hoa xã hội loài người mà còn bảo vệ sự sống trên quả địa cầu này bảo vệ trái đất Thứ bảy, bảo vệ trái đất. Chúng ta cũng phải quan tâm đến tình trạng môi sinh. Quả đất này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Chúng ta vẫn thường nghe các khoa học gia bảo rằng họ có thể đưa người lên mặt trăng và hỏa tinh. Nếu chúng ta có khả năng thực hiện được điều đó với mọi sự thuận tiện. Tuy nhiên, tôi nghĩ việc ấy không dễ dàng. Bởi lẽ chúng ta cần phải trang trị Trang bị một số dụng cụ máy móc để giúp con người có thể hít thở không khí và sống trên đó, cho nên tôi nghĩ quả đất xanh tươi của chúng ta đang sống rất là đẹp và thân thương với chúng ta, nếu chúng ta hủy diệt trái đất hoặc do bất cứ vô ý chúng ta gây hư hại cho nó, rồi chúng ta biết đi đâu, cho nên chúng ta cần phải bảo vệ và chăm sóc môi sinh vì nó là quyền lợi thiết yếu của chúng ta. Thứ tám, bất bạo động. Bất bạo động là cách duy nhất, ngay cả bạn đặt mục đích của bạn bằng phương tiện bạo động thì bao giờ cũng ảnh hưởng hai mặt. Và những điều này khi còn tệ hơn cái bạn được, bởi lẽ bạo động chống lại bản chất con người thứ chín bất bạo động, động không có nghĩa là tiêu cực chúng ta nên giải quyết mọi cuộc khủng hoảng trên thế giới trong tinh thần biết lắng nghe thông cảm hòa giải và luôn luôn nghĩ đến quyền lợi của các dân tộc khác chúng ta không thể tiêu diệt quốc gia láng giềng cũng như không quan tâm đến xỉa gì đến quyền lợi đất nước của họ hành động như vậy là chúng ta tự gây đau khổ cho chính mình cho nên tôi nghĩ rằng Ngày nay quan niệm dùng đạo, bạo lực Để giải quyết cuộc tranh chấp là không đúng Bất bạo động không có nghĩa là Chúng ta tiêu cực trong việc tìm cách giải quyết Mà là để chúng ta Thực tâm muốn giải quyết tốt đẹp Cuộc khủng hoảng chính trị đó Tuy nhiên chúng ta nên chọn giải pháp nào không chỉ mang lại lợi ích cho riêng mình chúng ta cần tránh hành động gây tổn hại đến quốc gia khác. Do đó, bất bạo động không những chỉ là không dùng đến bạo lực mà chúng ta còn phải có lòng từ bi, nghĩ tưởng đến sự đau khổ của kẻ khác. Chúng tôi mong rằng tư tưởng bất bạo động cần được phổ biến rộng rãi trong gia đình, ngoài xã hội quốc gia và toàn thế giới. Mỗi cá nhân nên cố gắng đóng góp cho sự phát triển tình thương không bạo lực này. Thứ 10. Bất bạo động và lý nhân duyên. Căn bản sự tu tập là bất bạo động. Tại sao bất bạo động là quan trọng? Vì theo lý nhân duyên sinh, tất cả vạn vật hiện hữu đều có tương quan tương duyên với nhau. Chẳng hạn sự sống cũng như hạnh phúc của mỗi cá nhân Điều từ thuyệt vào nhiều nguyên nhân Tương tự như thế Sự đau khổ và bất hạnh của mình Cũng phát sinh từ nhiều lý do Cho nên Nền tảng của Phật giáo và sự tu tập Là bất bạo động Và lý nhân duyên sinh Bất bạo động có hai trường hợp Một là Nếu có thể Bạn nên cứu giúp mọi chúng sanh Và hai là nếu không có thể Thì ít ra bạn đừng bao giờ Làm hại đến kẻ khác 11. Bơm nguyên tử tại Hiroshima. Chúng ta cần phải làm mọi điều có thể để chấm dứt chiến tranh và giúp thế giới tránh khỏi sự đụng đến các vũ khí nguyên tử. Khi tôi đến viếng thăm thành phố Hiroshima, Nhật Bản, nơi mà quả bom nguyên tử đầu tiên đã được thả xuống, và khi nhìn thấy cảnh tàn phá với những câu chuyện thương tâm được nghe từ các người sống sót kể lại, trong tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Hàng trăm nghìn người đã chết trong nháy mắt, còn không biết bao nhiêu nạn nhân đã bị thương và tàn phế. Sự tàn phá và nỗi đau khổ của con người do một cuộc chiến tranh nguyên tử gây ra thật khủng khiếp. Và không biết bao nhiêu tiền bạc đã chi dùng cho các loại vũ khí giết người tập thể, hàng loạt như thế. Thật là điều xấu xa và nhục nhã cho nhân loại không thể tưởng tượng nổi. 12. Cải đạo Tôi thường bảo những người bạn Tây Phương rằng quý vị nên cố gắng duy trì cái đạo truyền thống của mình. Thay đổi tôn giáo là việc không dễ dàng và đôi khi còn gây điều bất lợi buồn phiền cho các bạn. Tuy nhiên, những ai cảm thấy có duyên với Đức Phật và tâm mình vô cùng an lạc khi thực hành lời dạy của Ngài, bạn có thể quay trở về quy y theo Phật giáo. Nhưng điều quan trọng nên nhớ là bạn đừng bao giờ che bai chỉ trích tôn giáo cũ để biện minh binh vực cho hành động cải đạo theo mô, theo tôn giáo mới của mình điều này tôi mong quý vị tuyệt đối nên tránh bởi lẽ tín ngưỡng chúng ta theo trước đây mặc dù hiện giờ không còn thích hợp với người bạn nữa nhưng điều ấy không có nghĩa là tôn giáo đó hoàn toàn vô ích đối với nhân loại trong tinh thần biết chia sẻ những ý kiến quyền tự do của người khác nhất là giá trị truyền thông tín ngưỡng của họ quý vị nên kính trọng tôn giáo cũ trước đây của mình 13. Cải thiện hoàn cảnh Hiện nay, có những đổ vỡ và thất bại trong các tổ chức tôn giáo cũng như gia đình. Thưa Ngài, làm sao chúng ta có thể hàn gắn và cải thiện tình trạng không tốt ấy? Bằng hành động đạo đức thông cảm, nhẫn nhục và có lòng từ bi, khoan dung, tha thứ cho nhau. Chẳng hạn, đôi bạn trẻ trước khi lập gia đình, chúng cần phải suy nghĩ chín chắn, không nên hấp tấp vội vàng quyết định. Ngoài ra, họ còn biết dự tính trước chương trình và kế hoạch để lo cho gia đình tương lai. Tôi nghĩ các điều này rất quan trọng. Khi gặp một đứa trẻ mà cha mẹ đó phải ly dị nhau, tôi cảm thấy rất buồn. Bởi lẽ tôi nghĩ suốt đời em bé sẽ chịu ảnh hưởng không tốt về cuộc sống bất hạnh đó. 14. Cải thiện kinh tế. Một bầu không khí hiểu biết, thân thiện và hợp tác trên toàn thế giới thực sự khẩn cấp cần thiết vào lúc này. Trong thời hiện đại, các dịch vụ liên quan đến thương mại và kinh tế không còn giới hạn trong phạm vi gia đình hay ngăn cách bởi hàng rào quốc gia nữa mà chúng liên hệ với nhiều nước khác và ngay cả lục địa. Kinh tế của mỗi quốc gia này tùy thuộc rất nhiều đến quốc gia khác. Muốn phát triển kinh tế xứ sở mình, chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình kinh tế của những nước bạn láng giềng. Thực vậy, sự cải thiện nền kinh tế của những nước trên thế giới gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của chính quốc gia các bạn. 15 cần thời gian để thay đổi. Những vấn đề của thế giới ngày nay không phải đột ngột phát sinh, chúng có thể đã xuất hiện từ 2 năm trước cho đến 2 thế kỷ trước và rồi ngày hôm nay nó đưa đến chỗ chúng ta. Vậy điều cần phải làm bây giờ là giảm thiểu hay giải trừ những vấn đề của chúng ta và việc này có thể làm mất khoảng 100 năm. Cần phải có thời gian vì tính chất của sự thay đổi là trải qua thời gian về căn bản thì nhiều chuyện xấu này chính yếu là do con người tạo ra nếu không muốn những vấn đề này tồn động chúng ta phải cố gắng thay đổi chúng không có người khác ở đây để lo cho chúng mà chính mỗi người chúng ta phải đối diện với vấn nạn ấy không có cách nào khác mỗi cá nhân phải khởi sự trước hết là một người rồi những người khác tham dự, cho đến khi có hàng trăm, hàng ngàn người. Sau đó là xã hội loài người, cộng đồng nhân loại. Một sự thay đổi lớn sẽ không diễn ra vì nỗ lực của một cá nhân, mà chỉ có thể được bằng nỗ lực phối hợp của nhiều cá nhân. 16. Cao Nguyên Dharamsala Cao nguyên sala là vùng đất tự do nơi con người có thể sống an lành, hòa hợp với vạn vật và thiên nhiên. Đó là khu vực mà các dân tộc khắp nơi trên thế giới có thể đến sống chung hòa bình với nhau, trí óc không bị căng thẳng và thức ép như những khác nhân đa số ở các phần đất khác. Cao nguyên Damshala có thể trở thành trung tâm phát triển và cổ võ cho nền hòa bình thế giới. 17 chấm dứt hành động bán vũ khí. Trên quả đất chúng ta, có nhiều người đang sống cuộc sống xa hoa phong phí nhờ vào lợi tức thu nhập do bán vũ khí trong khi các thường dân lại vùng đất khác trên mặt đất này đang bị giết chết vì vũ khí đó. Cho nên, bước đầu tiên là phải chấm dứt hành động bắt loại vũ khí. 18. Chấp nhận nếp sống tôn giáo con người sống ở khắp nơi đều cần có tín ngưỡng tôi tin rằng mỗi tôn giáo lớn trên thế giới đều đóng một vai trò quan trọng của nó tuy nhiên các tôn giáo nếu muốn góp phần hữu ích cho sự phúc lạc của nhân loại thì có hai vấn đề cốt lõi cần được cứu xét trước hết là sự thực hành tôn giáo của mỗi cá nhân chúng ta phải chân thành những lời dạy của tôn giáo luôn luôn gắn liền với không Thể tách chứ không thể tách rời khỏi cuộc sống của chúng ta yếu tố thứ hai là sự hỗ tương giữa các đạo giáo trên thế giới này ngày nay do sự thay đổi phát triển kỹ thuật và nền kinh tế toàn cầu chúng ta sống lệ thuộc với nhau nhiều hơn trước những quốc gia và đại lục ngày càng thu nhỏ và hoạt động sống gần gũi sát cánh nhau đời sống của nhân loại hỗ tương trên quy mô rộng lớn trong hoàn cảnh đó, sự chấp nhận nếp sống đa tôn giáo của nhiều tín ngưỡng trên thế giới là điều rất cần thiết. Chỉ có 19, chỉ có một tôn giáo trên thế giới trong thời đại này. Thống nhất giữa các tôn giáo trên thế giới không có nghĩa là tất cả tôn giáo nên hợp lại thành một tôn giáo. Mặc dù các tôn giáo có điểm chung, nhưng tôi không nghĩ là những cái đa dạng văn hóa và cách sống của từng tôn giáo biến mất chúng tôi muốn tiếp tục giữ truyền thống của chúng tôi một số người cảm thấy đạo thiên chúa là hay bởi vì khái niệm thượng đế sáng tạo một số người thích đạo phật bởi vì chúng tập trung vào hành động của cá nhân đây là những lý do tốt để ủng hộ những cái khác chúng ta không phải để những cái khác đó biến mất chúng ta cũng không thể thay thế chúng vào một lòng tin chúng mới. Các tôn giáo có trách nhiệm cho chung cho nền hòa bình thế giới cũng như có trách nhiệm cho từng cái riêng của từng tôn giáo. Từng truyền thống tôn giáo có thể tồn tại cạnh bên nhau. Các tôn giáo không nên chống đối lẫn nhau và cũng không nên hòa lẫn nhau. 20 chiến tranh chính kẻ thù là người thật sự dạy tạo đạo đức từ bi và vị tha chiến tranh khởi lên là do không hiểu nhau trong thời xưa khi có chiến tranh của con người với con người kẻ thắng trận là kẻ nhìn thấy máu của đối phương đổ xuống ngày nay cũng khiếp hơn bởi vì một người chỉ cần bấm một cái nút là hàng triệu người có thể phơi thay Người bấm nút chưa bao giờ thấy cảnh thảm sát do y tạo ra. Sự cơ khí hóa của chiến tranh, sự cơ khí, sự cơ khí hóa mâu thuẫn của con người đã thúc đẩy mối thâm dọa nguy hiểm cho nền hòa bình. 21. Chính trị Các nhà chính trị cần tôn giáo hơn cả một vị tu sĩ tu tập nếu vị ẩn sĩ tu tập với động cơ xấu thì vị ấy sẽ hại chính mình, nhưng nhà chính trị khác với động cơ xấu sẽ ảnh hưởng toàn xã hội, rồi nhiều người sẽ gặp bất lợi. 22. Chính trị và tu tập. Là những người có tu tập, chúng con làm sao áp dụng sự tu tập trong vấn đề chính trị? Đây là câu hỏi khó không có vẻ không làm mạnh cho lắm mọi người đều nói đến vấn đề hòa bình nhưng mọi việc lại toàn liên quan đến lợi nhuận cá nhân ít ai quan tâm đến vấn đề chiến tranh giết người cướp của vân vân đây là một thực tế trong hoàn cảnh như vậy bạn nên bình tĩnh và tu tập chúng ta cần có những chính sách lâu dài tôi cảm thấy chúng ta cần có một hệ thống giáo dục mới nhấn mạnh về tình thương hòa bình và tình anh em bốn bể cho thế hệ trẻ. Nếu chỉ có một hay hai đất nước không thể làm điều này thì không nên. Nên có động nên cố động thành một phong trào thế giới có nhiều nước dấn thân vào thực hiện. Thực tế cho thấy rằng nếu chúng ta sống đạo đức thì hẳn trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp nhiều thành quả tốt đẹp. Cho nên chúng ta nên tu tập đây là trách nhiệm của mình. Trước khi dạy người khác, trước khi thay đổi người khác, chúng ta nên thay đổi chúng ta. Chúng ta nên thành tâm, chân thật, tốt bụng. Đây là trách nhiệm của toàn nhân loại. Chung một gia đình 23, chung một gia đình. Thế giới tương lai con người hạnh phúc không phải tùy thuộc vào cá nhân, vào các liên minh kinh tế hay quân sự rộng lớn mà do mỗi cá nhân biết thực hành tình thương và lòng từ bi. Ngày mai nhân loại muốn có một cuộc sống tốt đẹp, văn minh và an lạc hơn thì mọi người chúng ta cũng nên phát triển tấm lòng chân thật, rộng mở và khoan dung, xem nhau như anh chị em ruột thịt một nhà. 24. Chúng ta và người khác quan niệm phân chia giữa chúng ta và họ hầu như không còn thích hợp nữa vì quyền lợi của dân tộc láng giềng cũng chính là quyền lợi của chúng ta chăm sóc nghĩ đến quyền lợi của những người bạn hàng xóm cũng chính là quyền lợi tương lai của chúng ta ngày nay một sự thật đơn giản là khi gây hại cho kẻ thù thì chính chúng ta bị tổn hại Tôi nhận thấy rằng do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại và chủ trương kinh tế hoàn toàn cầu hóa của các quốc gia siêu cường cùng với gia tăng nhanh chóng dân số trên mặt đất khiến cho thế giới chúng ta đang sống ngày càng thu nhỏ lại. Tuy nhiên, quan niệm về một thế giới đại đồng, tứ hải giai huynh đệ, bốn biển là anh em của chúng ta vẫn chưa thực hiện được bởi lẽ chúng ta đang mang tiếp tục bám víu vào những tư tưởng lỗi thời cứ là kỳ thị phân biệt giữa chúng ta và người khác giữa đất nước này với quốc gia kia 25. Cơ hội tốt Tôi nói thế hệ tôi có thể Tôi nói thế hệ tôi là thế hệ đen tối nhất trong lịch sử Lâu đời của chúng tôi vì có sự thách, thử thách lớn và sự không may mắn. Nhưng thật ra chính sự thử thách đó là cơ hội cho chúng tôi đối mặt. Một cơ hội để chúng tôi phơi bày ý chí và lòng quyết tâm của chúng mình. Từ quan điểm đó, tôi nghĩ thế hệ tôi là một thế hệ may mắn. 26. Có thể không có tôn giáo. Có người nói tôn giáo là một loại xa hoa. Nếu các vị có tôn giáo thì đó là điều tốt. Nhưng cũng rõ ràng rằng không có tôn giáo chúng ta vẫn có thể sắp xếp cuộc đời của chúng ta được. Tuy nhiên, nếu không có những bức đức tính căn bản của con người như tình thương, lòng từ bi, lòng tốt thì chúng ta không thể tồn tại. Chúng cần biết đến sự an bình và vẫn chãi trong tâm. 27. Cống hiến của Phật giáo. Ngài nghĩ gì về Phật giáo cống hiến cho đời sống con người trong thời đại này? Phật giáo mang lại những gì cho chúng ta ngày nay? Tôi nghĩ rằng Phật giáo cũng như bất cứ tôn giáo nào khác có những điểm năng tiềm năng để đóng góp, chính yếu là qua sự an lạc nội tâm và bằng việc thay đổi quan điểm sống của chúng ta đối với người khác và đối với môi trường tôi nghĩ đó là những gì phật giáo có thể đóng góp một điều đặc biệt trong phật giáo là lý thuyết giải thích về sự sống mọi sự vật có tính cách tương đối mọi sự vật đều tùy thuộc lẫn nhau đó là cách nhìn thế giới rất lợi ích cho chúng ta nền kinh tế hiện đại là một thí dụ rất điển hình về sự tùy thuộc về nhau hôm nọ tôi ăn trưa với đức tổng giám mục của quốc gia costa rica Ngài nói rằng ở đây người ta trồng chuối đã bán sang Hoa Kỳ. Còn Hoa Kỳ thì sức cản lúa mì sang quốc gia này. Đó là một sự trao đổi với nhau và mọi thứ khác trên đời cũng luôn tùy thuộc vào nhau như vậy đó. Một phân diện khác của triết lý Phật giáo mà tôi nghĩ có sự quan trọng đặc biệt là ý tưởng sự vật có tính chất tương đối. Thượng đế luôn luôn được tìm thấy ở khoảng giữa trắng và đen hay ở giữa tốt và xấu. Người ta không thể nói đây là kẻ thù của mình và thấy kẻ thù đó xấu 100%. Người ta cũng không thể nói đây là bạn của mình và thấy người bạn đó tốt 100%. Không thể có như vậy được. Về căn bản thì hai trường hợp này chỉ là một cách quán sát sự việc như vậy giúp ta giúp rất nhiều người, người cho giảm bớt sân hận tôi luôn luôn nói hãy nói chuyện với mọi người các nhà tôn giáo không nên chỉ nghĩ đến việc truyền bá tôn giáo của mình mà nên nghĩ đến việc họ có thể đóng góp bao nhiêu cho loài người 28 cộng sinh cộng tồn Khoảng 4 hay 500 năm trước, những người dân da đỏ bản xứ tại đất nước này đã sinh sống tại các cộng đồng nhỏ hẹp. Họ có sự độc lập nào đó dù mỗi gia đình ít liên hệ với nhau. Tuy nhiên, ngày nay, các quốc gia và ngày các đại lục rộng lớn đều không thể tách rời biệt lập mà phải nương vào nhau để tồn tại, chẳng hạn hàng nghìn chiếc xe mới đi chuyến di chuyển trên các đường phố nữ Ước, hoa thịnh đốn và los angeles nếu thiếu thiên nhiên liệu thì không thể chạy được mặc dù trong giờ phút này nhiều người chuyên chở bởi những chiếc xe nếu hết xăng hết xăng nhất thì con người lại phải mang vào các chiếc xe nặng nề đó sự thịnh vượng của một quốc gia còn tùy thuộc vào yếu tố tại các nước khác dù muốn hay không, đời sống của chúng ta vẫn liên hệ mật thiết với nhau. Chúng ta không thể hoàn toàn độc lập, độc lập mà tồn tại được. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn trừ khi chúng ta biết sống đoàn kết, hợp tác, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau. Khi chúng ta biết cần phải sống nương nhờ vào nhau, tại sao chúng ta không cố gắng làm như vậy? cuộc sống toàn cầu 29 cuộc sống toàn cầu Trong thời kinh tế hiện tại hiện đại mọi quốc gia đều phụ thuộc lẫn nhau ngay những nước thủ nghịch cũng phải hợp tác kinh tế và sử dụng chung các tài nguyên của thế giới cho nên cả cuộc sống trên toàn cầu và trong gia đình con người cần có sự hợp tác và hòa hợp sự cộng tác thành thật không đến từ bạo lực mà qua sự kính trọng lẫn nhau. Thực hành lòng vị tha là yếu tố quyết định. 30. Da đen và da trắng. Kinh nghiệm bản thân tôi cho thấy rằng dân tộc Tây Tạng không khác gì cảnh ngộ của người dân da đen ở đây. Nhưng nếu cơ gặp cơ duyên thuận lợi chúng tôi vẫn có thể phát triển tốt đẹp. Bằng chứng là chúng tôi sang Ấn Độ cư ngụ trong 40 năm và hiện nay dân Tây Tạng chúng tôi trở thành một cộng đồng cư ngụ thành công nhất tại đó. Tôi bảo một người da đen rằng tất cả chúng ta đều bình đẳng. Chúng ta có Phật tánh như nhau. Chúng ta đều là con người. Sự khác biệt bầu da là không quan trọng. Quá khứ do sự kỳ thị của người da trắng cho nên quý vị không có cơ hội. Chứ thực ra thì dân tộc da đen của quý vị cũng có khả năng như người da trắng. Với nước mắt lưng tròng người da đen nhẹ ngào đáp lại. Bây giờ tôi tin rằng mọi chúng ta đều giống nhau là con người. Tất cả chúng ta đều có khả năng như nhau. 31. Đặc trưng của nếp sống tân tiến Tôi thường được nhắc nhở về sự mâu thuẫn trái ngược khi đi ra nước ngoài Điều hay xảy ra khi tôi đến một quốc gia mới Lúc đầu mọi sự đều bày tỏ hết sức vui vẻ thoải mái Mọi người tôi gặp đều rất thân thiện Không có gì vang trách cả Nhưng rồi ngày qua tháng lại Tôi được nghe kể những nỗi khó khăn, các lo lắng và buồn phiền của họ. Bên dưới bề mặt, nhiều người cảm thấy bực bội và không thỏa mãn với cuộc sống của mình. Họ cảm thấy cô đơn và chán nản. Kết quả, họ sống trong tình trạng bất an và đó là nét đặc trưng của thế giới tân tiến. 32. Đại gia đình. Thế giới trở nên nhỏ hơn. Các quốc gia trở nên tùy thuộc lẫn nhau hơn trước đó. Chúng ta đã đạt điểm ngưỡng của cửa của kỷ nguyên đại gia đình. Dù chúng ta thích hay không thích, tất cả thành viên trong vũ trụ này phải học sống chung với nhau. Chúng ta cần phát triển trách nhiệm toàn cầu ở từng cá nhân và từng tập thể. 33. Đạo đức của khoa học gia Nếu là một khoa học gia và nhận thấy chương trình nghiên cứu của mình đang thực hiện có thể gây tai hại cho người khác, vì tinh thần trách nhiệm, quý vị sẽ tự hủy bỏ không làm. Tùy theo năng lực và giới hạn của hoàn cảnh, các bạn sẽ thực hiện được bất cứ điều gì có thể. Ngoài giá trị nhân bản đạo đức này, tôi không kêu gọi quý vị một sự dấn thân nào khác. 34. Đạo đức xã hội Trong chuyến viếng thăm gần đây tại Nữ ước New York, New York một người bạn cho tôi biết từ vài năm qua, con số tỷ phú Hoa Kỳ từ 17 người đã lên đến vài trăm người, nhưng đồng thời những người nghèo vẫn nghèo và lắm khi còn nghèo hơn nữa. Tôi xem điều này như hoàn toàn vô đạo đức. Đó cũng là nguồn gốc của những khó khăn xã hội. 35 Đạo đức đưa ra những nguyên nhân logic, nếu không có thượng đế vì các ngài cầu ai gia hộ trong đạo đức trong đạo nhất thần thì họ tin vào thượng đế điều hành những việc khó khăn trong cuộc sống của họ khái niệm quyền tuyệt đối của thượng đế không giải thích tại, tại sao đấng vạn năng đó lại có khái niệm quyền tuyệt đối của Thượng Đế không giải thích được tại sao đấng vạn năng đó lại cũng tạo đau khổ và bất công. Ngay cả chúng ta cũng có thể tưởng tượng vị tuyệt đối đó rất thô bởi vì Ngài đã để cho các chúng sanh vào thế giới này và nếm đủ các đau khổ và buồn thương. Đức Phật đưa ra những nguyên nhân hợp lý cho những điều Ngài giảng. Trong khi đấng sáng tạo không giải thích logic bằng bắt đầu của tất cả các pháp. Tôn giáo tôn thờ đấng quyền năng như thế, cấm con chiên của mình đặt nghi vấn về đấng tối thượng và ngay cả điều này có thể ngược với hiểu biết thông thường. Điều này đưa đến lòng tin mù quáng. Chúng ta biết lòng tin mù quáng không thể đưa chúng ta đi đến con đường giác ngộ. Đối với Phật giáo, chúng tôi không chú trọng vào Thượng Đế hay Thần Thánh, nhưng chúng tôi chú trọng vào sự giác ngộ. Chúng tôi tin chúng tôi là đấng sáng tạo ra vận mệnh của chúng mình, chính mình. Đức Phật không tạo ra thế giới, Ngài cũng không trách nhiệm cho những thiếu sót của nó. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta con đường làm thế nào chuyển hóa đau khổ hiện tại bởi vì lý do này nên Đức Phật không giảng về sự tồn tại của thượng đế. 36. Đạo Phật là khoa học về tâm linh. Trong nhiều tôn giáo, Phật giáo được xem như đạo vô thần vì không chấp nhận đấng tạo hóa hay thượng đế. Trái lại, Phật giáo chủ trương tự cá nhân tạo tác, nghĩa là do hành động con người đã tạo nên chính cuộc sống của mình trong tinh thần này phật giáo được hiểu như không phải tôn giáo mà là môn khoa học về tâm linh. Tiềm năng của mỗi người là như nhau, cảm giác về mình tôi không có giá trị là sai lầm, một sai lầm hoàn toàn chúng ta đang vừa đối chính mình bởi tất cả chúng ta đều có khả năng như vậy. vậy thì chúng ta thiếu cái gì nếu chúng ta có sự tự chủ chúng ta có thể thay đổi bất cứ điều gì cho nên chính chúng ta là chủ nhân của chính mình. 37. Đạo Phật thích ứng. Đức Phật dạy đời sống của chúng ta rất quý. Chúng ta nên xem trọng mạng sống của người khác hơn chính bản thân chúng ta. Một số ý thức hệ trở nên ít thích ứng với thời gian nhưng thông điệp này của Đức Phật vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Thật ra, trong thời hiện đại, khi thế giới đang bị sự tiêu hủy hâm dọa, thì thông điệp của Đức Phật càng được thuyết phục và thích ứng chừng mấy. 38. Đạo Phật uyên thâm Tôi đọc và học Kinh Phật. Đạo Phật là tôn giáo rất uyên thâm. Mặc dù tôi đã nghiên cứu Phật giáo, mặc dù tôi đã nghiên cứu Phật điển suốt cả cuộc đời mình nhưng vẫn còn có nhiều thứ để học. Thế nên chúng ta càng phải học nhiều hơn nữa. 39. Đầu tư vào ngành giáo dục. Tôi không thấy lối sống xa xỉ hoang phí có góp thêm được gì cho sự tiện nghi cá nhân là con người chúng ta ai cũng chỉ một cái bao tử với số lượng thức ăn hạn chế để nuốt vào tương tự chúng ta chỉ có 10 ngón tay do vậy chúng ta không thể đeo cả trăm chiếc nhẫn dù lý luận thế nào trong cách chọn lựa vào lúc chúng ta mang nhẫn sự dư thừa chẳng có một ý nghĩa gì các chiếc còn lại vẫn chỉ vô dụng vô dụng nằm trong hộp sử dụng sự giàu có thích đáng nhất như tôi đã từng trình bày với các thành viên trong một gia đình Ấn Độ rất giàu sang là nên làm phước bố thí từ thiện trong trường hợp đặc biệt đó khi họ hỏi tôi đã đề nghị nếu có thể nên dùng tiền và sự phát triển giáo dục là tốt nhất 40 đi một ngày đàn học một sàn khôn còn sống ở Tây Tạng, ngoài Phật giáo, tôi ít có cơ hội liên lạc với tín đồ của những đạo khác. Do vậy mà cảm tính của tôi với ngoại đạo rất là tiêu cực. Nhưng sau này, kể từ khi tôi có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với những người khác tôn giáo, được học hỏi nhiều kiến thức và kinh nghiệm ở nơi họ, từ đó quan niệm hẹp hòi của tôi về các tín ngưỡng khác đã hoàn toàn thay đổi. 41 điểm chung của các tôn giáo có lần tôi được dịp đến thăm một linh mục thiên chúa đang sống tu tại một tu viện nổi tiếng trên núi Montserrat trong tỉnh Barcelona vùng đông tây bắc Tây Ban Nha, Spain dân chúng địa phương cho biết rằng vị tu sĩ này đã tu thiền định nhiều năm trên một ngọn đồi nghe phía sau tu viện lúc tôi đến thăm Ông liền rời nơi ẩn tu vui vẻ xuống gặp gỡ, tiếp đón chúng tôi. Khi mặt đối mặt, vì trình độ anh ngữ của ngài kém hơn tôi nhiều, cho nên tôi phải cố gắng hết sức và rất khó khăn để nói chuyện cho ngài hiểu. Tôi hỏi, những năm qua, ngài làm gì trên ngọn đồi ấy? Vị ẩn tu này nhìn tôi và trả lời, tôi thiền quán về lòng từ bi chỉ có một câu ngắn ngủi nhưng quá ảnh hưởng nhưng qua ánh mắt hiền, hiền từ ngài đã trao cho tôi một thông điệp của tình thương bao la nghe vậy tôi thật sự hết sức ngưỡng mộ về thành tu ấn và khắc khổ của ngài cuộc gặp gỡ này cũng giúp tôi tin tưởng rằng tất cả các tôn giáo trên thế giới dù triết lý và lời răng đạo đức có khác nhau nhưng cùng chung một mục đích là hướng dẫn người cải tà quy chánh bỏ ác làm lành mỗi tín ngưỡng đều chuyên chở một thông điệp riêng màu nhiệm của lòng bác ái và tình thương nhằm cứu giúp nhân loại 42 điều bất an đã theo cùng với sự đô thị hóa tôi nghĩ những nông dân trong các cộng đồng nông nghiệp truyền thống được thụ hưởng một sự hòa hợp và an bình hơn các người dân sống ở thành phố. Ví dụ như ở vùng Spiti phía bắc Ấn Độ, ngày nay dân chúng địa phương vẫn còn giữ phong tục của họ là không bao giờ khóa cửa nhà khi đi ra ngoài. Họ làm vậy với hy vọng nếu có người khách nào đến thấy nhà vắng vẻ sẽ vào để tự lấy thức ăn dùng bữa trong khi chờ người chủ về. Ngày xưa Tây Tạng cũng có tập tục ấy điều này không có nghĩa là tại nơi đó tội ác chẳng bao giờ xảy ra tuy nhiên tội ác thỉnh thoảng cũng có nhắc đến nhưng khi ấy người ta thường nhíu mày kinh ngạc đó là biến cố bất thường và hiếm hoi trái lại trong vài đô thị tân tiến ngày nào trôi qua mà không có giết người đó là một sự kiện đặc biệt như vậy điều bất an đã đến cùng với sự đô thị hóa 43. Đối thoại Chiến tranh là một phần của lịch sử nhân loại. Nhìn lui quá khứ, cuộc sống của loài người trên mặt đất, chúng ta thấy rằng vào thời đó, sinh hoạt về kinh tế của các quốc gia, thành phố và ngay cả xã đều hoàn toàn độc lập, riêng rẽ với nhau. Trong hoàn cảnh như vậy, sau khi đánh bại tiêu diệt kẻ thù, có nghĩa là chúng ta đã hoàn toàn chiến thắng. Cho nên lúc bấy giờ con người chủ trương dùng bạo lực và chiến tranh mạnh được yếu thua để giải quyết các cuộc tranh chấp và hợp lý. Nhưng ngày nay sự tồn tại mọi quốc gia, nhiều lớn hay nhỏ đều có liên mật thiết với nhau. Cho nên theo tôi việc sử dụng chiến tranh là không thấy hợp lý. Ngày nay Mọi sự tranh chấp và bất đồng ý kiến giữa các nước đều có thể giải quyết tốt đẹp qua những cuộc đối thoại. Đối thoại là phương cách duy nhất hợp lý. 44. Đóng góp. Các sinh vật cư, cư trú trên hành tinh này, dẫu là con người hay loài động vật nào, đều góp phần theo cách riêng của mình để tô điểm cho cái đẹp và sự đa dạng phong phú, thịnh vượng của thế giới này. 45. Đồng là con người. Dưới ánh mắt sáng của mặt trời, tất cả chúng ta tụ họp với đây, đây với ngôn ngữ khác nhau, sắc phục khác nhau và tôn giáo khác nhau. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều là con người và chúng ta đều có suy nghĩ tôi, ai và chúng ta, quy đều có cùng chí hướng là tìm kiếm hạnh phúc và tránh xa sự đau khổ. 46. Đức Phật đã hoàn thành bổn phận. Đức Phật dạy rằng điều mà Ngài có thể làm được là chỉ dạy những kinh nghiệm của Ngài đã đi qua để chúng ta thoát khổ và đạt giác ngộ. Ngài đã xong bổn phận của Ngài và vấn đề bây giờ là chúng ta có thực tập hay không. 47. Giá trị của một của mỗi tôn giáo Lúc ở Tây Tạng, qua tài liệu những sách báo hoặc tiếp xúc cá nhân. Tôi biết rất ít về bản chất và giá trị của truyền thống tôn giáo. Nhưng nay, tôi lại có nhiều cơ hội liên lạc gần gũi hơn với các tín ngưỡng khác, đặc biệt qua những cá nhân và tôi có được sự hiểu biết sâu xa về giá trị của các tôn giáo bạn. Kết quả là bây giờ, tôi nghĩ rằng mỗi tôn giáo đều có giá trị riêng của nó dĩ nhiên theo quan điểm triết lư tôi tin rằng triết học Phật giáo rất cao siêu rộng rãi bao la và thậm bi điệu nhưng các tín ngưỡng khác vẫn có khả năng và đã đóng góp mang lại nhiều lợi ích cho nhân loại từ cách nhìn bao dung đó tôi nghĩ thái độ của tôi với các tôn giáo bạn giờ đây đã hoàn toàn thay đổi ngày nay bất cứ nơi đâu tôi đến và bất cứ lúc nào tôi gặp một người đang theo một tín ngưỡng khác, tôi hết sức hâm mộ sự thực hành vô cùng kinh trọng tôn giáo của họ. 48 giá trị nhân bản. Đánh giết lường gạt và áp bức lẫn nhau đã sập bảy chúng ta rơi vào tình trạng hỗn loạn hiện nay. Bây giờ chúng ta cần tu tập, cải đổi hành động để con tim được để tìm con đường thoát ra. Tuy có thể xem như là điều lý tưởng và không thực tế, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài thực hành lòng từ bi, nhận thức rõ giá trị nhân bản và sự đồng nhất của con người. Đây là con đường duy nhất để thành đạt một niềm hạnh phúc lâu dài. 49 giá trị nhân bản của sự sinh tồn ngoài phật giáo điều gì khác hơn là nguồn gốc cho sự cảm hứng của ngài những giá trị nhân bản khi tôi nhìn vào những con chim hay thú vật sự tồn tại của chúng không có sự thống trị không có những điều kiện không có tổ chức nhưng những bà mẹ chúng biết chăm sóc chúng một cách tốt đẹp đấy là tự nhiên trong loài người cũng thế, cha mẹ đặc biệt là những bà mẹ và con cái có một mối liên hệ ràng buộc nào đó rất thiêng liêng. Sữa mẹ là một dấu hiệu cho ảnh hưởng này. Chúng ta được tạo nên bằng sữa ấy. Sự sồn tại của đứa trẻ hoàn toàn tùy thuộc trên tối tác của một người khác. Do thế, một cách căn bản, sự sinh tồn của mỗi cá nhân là tùy thuộc trên xã hội. Chúng ta cần giá trị nhân bản này. Tôi gọi đây là đạo đức Trần gian nhưng niềm tin thế tục không có mối quan hệ và bất cứ một tôn giáo đặc thù nào. Ngay cả khi không có tôn giáo, chúng ta vẫn có khả năng để thực hành những giá trị nhân bản này. 50 giai cấp. Hiện nay tại Ấn Độ còn tồn tại chế độ phân chia giai cấp. Nhiều nhân nghèo thuộc giai cấp hạ tiện thấp nhất vẫn bị khinh miệt xếp vào hạng người không ai dám dụng tới. Vào thập niên 1950, cố tiến sĩ Bremrao Ambeka thuộc giai cấp này là một luật sư nổi tiếng, một bộ trưởng tư pháp đầu tiên soạn ra bản hiến pháp của Ấn Độ, đã làm lễ quy y tam bảo và trở thành một Phật tử. Lúc bấy giờ, noi gương tiến sĩ Baram Amaka. Hàng nghìn người đã phát nguyện xin quy y Phật, Pháp, Tăng. Mặc dù hiện nay họ tự nhận là Phật tử, nhưng vẫn sống trong cảnh nghèo khổ. Về mặt kinh tế, thật sự họ rất nghèo. Tôi thường bảo họ, chính quý vị phải nỗ lực cố gắng làm việc với niềm tin để cải thiện đời sống của mình. 51 giải Nobel Sự tao, tao trao tặng giải Nobel hòa bình cho tôi Một nhà sư bình dị Từ vùng đất Tây Tạng xa xôi đến Na Uy Hôm nay tôi đã mang lại nhiều khích lệ cho chúng tôi Điều này cũng bày tỏ lòng kính trọng với sự đạo sư của tôi, Thánh Gandhi, Ấn Độ, mà tấm gương đức hạnh của Ngài là nguồn khích lệ lớn cho bao cho chúng tôi sự trao giải hòa bình Nobel năm nay cho tôi cũng chứng tỏ cho thấy ý nghĩa về trách nhiệm phổ quát toàn cầu đang được phát triển mạnh mẽ tôi vô cùng xúc động trước sự quan tâm của nhiều người tại quốc gia này và trên thế giới. 52 Giải quyết vấn đề xã hội ngày nay loài người đang phải đối đầu với những nạn như phát triển kinh tế, khủng hoảng năng lượng sự cách biệt giữa nước giàu và nghèo cũng như tranh chấp về biên giới vân vân các vấn đề này chỉ có thể giải quyết khi chúng ta biết thương yêu nhau trên tinh thần đồng loại biết tôn trọng quyền sống, chia sẻ những nỗi khó khăn đau khổ cùng mọi người và cố gắng đoàn kết để giúp đỡ nhau. 53 Giải trừ quân sự vào lúc xảy ra cuộc khủng hoảng ở vùng vịnh ba tư Tôi tự phát nguyện dấn thân sẽ dùng hết thời gian còn lại của đời để đóng góp cho ý tưởng hành động giải trừ quân bị. Chúng ta nhận thấy rằng nhằm hoạt động cho sự giải trừ quân đội, yếu tố quan trọng vẫn là lòng từ bi yêu thương với mọi người. 54. Giải trừ vũ khí bên trong. Sự giải trừ vũ khí bên ngoài cần phải đi đôi với sự giải trừ vũ khí bên trong. 55. Giáo dục trẻ em. Tương lai thế giới nằm trong tay của những con em chúng ta, do đó nếu muốn giúp cho xã hội có cuộc sống nhân đạo và từ bi hơn, điều quan trọng là nên giáo dục cho các trẻ em trở thành những người có trách nhiệm và biết yêu thương đồng loại. 56. Hai loại tôn giáo. Có hai loại tôn giáo một nhóm tôi gọi là các tôn giáo hữu thần như thiên chúa do thái ấn độ và hồi giáo các đạo giáo này tin vào một đấng thượng đế một nhóm khác gồm các tôn giáo vô thần như phật giáo và kỳ na giáo họ không tin vào thượng đế đấng tạo hóa và toàn năng phật giáo không chấp nhận lý thuyết có một linh hồn bất tử điều này phân biệt giữa những người phật tử và không phật tử Giáo lý căn bản của Đức Phật là phủ nhận có một linh hồn hay bán ngã thường có. Phật giáo còn chia làm hai giáo, Nguyên Thủy hay Nam Tông và Đại Thừa hay Bắc Tông. Người tu theo Phật Nguyên Tâm Phật Người tu theo Phật giáo Nguyên Thủy nhằm mục đích giải thoát cho chính mình bằng cách thực hành thiền định và nghiêm trị giới luật Phật chế. Còn mục tiêu của Phật giáo Đại Thừa, ngoài tự độ mình giải thoát, hành giả còn thực hành sáu phép ba la mật nhằm cứu giúp hết thảy mọi chúng sanh thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, để cuối cùng đến quả vị thành Phật. 57. Hai ý thức hệ Chúng ta đang chứng kiến sự tranh chấp gần như vào giai đoạn chót giữa hai ý thức hệ căn bản. Tôi tin rằng cuộc đỏ sức quan trọng giữa hai lực lượng này giờ đây đã thấy rõ là đa số mọi người khắp nơi trên thế giới đều mong ước tư tưởng dân chủ và tự do so sẽ chiến thắng. 58. Hành tinh của chúng ta Hành tinh này là của chúng ta, Giữ gìn trái đất giống như chăm sóc ngôi nhà quý vị. Đời sống của chúng ta phụ thuộc vào quả địa cầu này. Trái đất là mẹ chúng ta, mẹ rất dễ thương. Vì bất cứ điều gì chúng ta muốn làm, mẹ đều hoan hỷ. Nhưng giờ đây đã đến lúc con người có khả năng hủy diệt nó đến nỗi quả đất mẹ đã phải lên tiếng cảnh báo rằng quý vị hãy cẩn trọng dân số gia tăng và nhiều vấn đề khó khăn khác đã rõ ràng chứng tỏ. Có phải vậy không? Tuy nhiên, cũng có những giới hạn của nó. 59 Hòa bình. Hòa bình trong ý nghĩa vắng bóng chiến tranh chẳng có giá trị gì đối với người bị chết vì đói hay lạnh. Nó không chấm dứt được nỗi đau đớn vì bị tra tấn hành hạ trên thân xác của người tù. Nó không ăn ủi được những kẻ có người thân mất mát trong cơn lục lội ngay trên bởi hành động phá rừng vô ý thức của dân một nước láng giềng. Hòa bình chỉ có thể tồn tại nơi nào mà các quyền làm người được tôn trọng, dân chúng được ấm no, cũng như mọi cá nhân và quốc gia được dân chủ tự do. Nơi hòa bình chân thật chúng ta nền hòa bình chân thật của chính các bạn hay thế giới xung quanh chúng ta chỉ có thể thành đạt qua hành động tu tập, duy trì sự bình an trong tâm mỗi quý vị. Một số vấn đề khác nêu trên cũng đều có tương quan với nhau. Chẳng hạn, chúng ta nhận thấy hành động làm sạch môi sinh, sự giàu sang phú quý hay nền dân chủ chẳng có ý nghĩa gì trong việc đối đầu với chiến tranh Nhất là cuộc chiến tranh nguyên tử Do vậy, riêng sự phát triển vật chất không đủ đảm bảo hạnh phúc cho nhân loại 60. Hòa bình đích thực Hàng trăm ngàn đủ loại vũ khí và đạn được nhiều hãng xưởng Tại các đại cường quốc trên thế giới chế tạo sản xuất Bán ra để thêm dầu vào ngọn lửa bạo lực Nhưng điều nguy hiểm hơn trong súng ống và bơm đạn là tâm thù hận thiếu lòng từ bi và sự kính trọng quyền sống của chúng ta đối với những kẻ khác. Bao lâu lòng người còn chứa đầy thân 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 tham sân và hận thù thì không bao giờ có nền hòa bình đích thực.